Tân chủ tịch nước nói khi nhậm chức: "Tôi tuyệt nhiên không mơ làm đến cấp này trước kia. Không biết các bạn đã chứng kiến bao nhiêu lần tuyên thệ của những chính trị gia, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta thấy được câu nói thật thà, khác biệt hẳn của một vị đại tướng 67 tuổi với ba nhiệm kỳ liên tiếp là ủy viên Trung ương Đảng và nay nhậm chức tân chủ tịch nước. Kế nhiệm tổng bí thư Tô Lâm, ông Lương Cường đã xúc động nói: "Tôi tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này." Ngay trong bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026, nhiều người đã phải gật gù nói rằng đúng là lính cụ hồ thật thà, chất phác, được dân quý, dân yêu. Bởi lẽ đó, sự khiêm tốn của một lãnh đạo có tầm. Tân Chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu nhậm chức xúc động trước Quốc hội chiều ngày 21 tháng 10, ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước và thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Đại tướng Lương Cường, một nhân vật mới nổi bật trong chính trường Việt Nam, đã chính thức nhậm chức chủ tịch nước trong bối cảnh nhiều thách thức và cơ hội đang chờ đón. Việc bầu chọn chủ tịch nước Lương Cường không chỉ đánh dấu sự chuyển mình trong bộ máy lãnh đạo mà còn phản ánh một sự kỳ vọng lớn lao từ phía nhân dân về một tương lai tươi sáng hơn. Trong một thời điểm đầy biến động, nơi mà những vấn đề như tham nhũng, bất ổn xã hội và sự cạnh tranh quốc tế đang ngày càng gia tăng, tân chủ tịch nước sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm to lớn và sự kỳ vọng không hề nhỏ từ phía người dân cũng như Đảng Cộng sản. Nhìn vào hành trình sự nghiệp của đại tướng Lương Cường, Ta thấy một bức tranh rõ nét về một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và sự quyết đoán. Ông đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trong nhiều vị trí lãnh đạo trước đây và sự bổ chọn của ông làm chủ tịch nước không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp cá nhân mà còn là một bước ngoặt quan trọng cho chính sách quốc gia trong giai đoạn mới. Đại tướng Lương Cường sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi mà những giá trị văn hóa và tinh thần yêu nước được gìn giữ và phát huy. Ông đã có một quá trình học tập xuất sắc tại các trường đại học danh tiếng trong nước với những bằng cấp ấn tượng không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà còn trong quản lý nhà nước. Học vấn vững chắc là nền tảng giúp ông có được cái nhìn sâu sắc về những vấn đề phức tạp của đất nước. Bắt đầu sự nghiệp chính trị từ những năm đầu mới ra trường, Đại tướng Lường Cường nhanh chóng thể hiện năng lực của mình qua các vị trí quan trọng trong Đảng và nhà nước. Ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ từ cấp cơ sở đến trung ương, trong đó có vai trò lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan quan trọng như Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương. Trong mỗi vị trí, ông luôn thể hiện được sự quyết đoán và tinh thần cầu thị sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân dân và các đồng nghiệp. Một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông chính là việc tham gia vào các dự án cải cách hành chính và phát triển kinh tế địa phương. Ông không chỉ giúp đỡ trong việc xây dựng những chính sách hiệu quả mà còn trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những điều chỉnh kịp thời. Điều này không chỉ thể hiện khả năng quản lý mà còn cho thấy tầm nhìn xa của ông về sự phát triển bền vững của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đại tướng Lương Cường, nhiều dự án lớn đã được triển khai thành công giúp nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu này không chỉ ghi dấu ấn trong lòng người dân mà còn khiến ông trở thành một nhân vật được yêu mến và kính trọng trong lòng cán bộ, công chức. Khi nhậm chức, Chủ tịch nước Lương Cường đã khẳng định rõ ràng tầm nhìn của mình đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ông nhấn mạnh rằng để đất nước vươn lên trong kỷ nguyên số, cần phải có một nền tảng kinh tế vững chắc, một xã hội công bằng và một môi trường chính trị minh bạch. Theo ông, các chính sách phát triển không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn phải đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển. Chủ tịch nước Lương Cường đã chỉ ra rằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Ông kêu gọi một cuộc cách mạng trong giáo dục và đào tạo để mỗi công dân đều có thể phát huy tối đa khả năng của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Nhận thức rõ rằng tham nhũng là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước Lường Cường đã đề ra chiến lược chống tham nhũng quyết liệt. Ông tuyên bố rằng không có vùng cấm trong cuộc chiến này và mọi cán bộ, công chức, bất kể chức vụ hay địa vị đều phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi tham nhũng. Ông đã kêu gọi sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện, tố cáo và xử lý các vụ tham nhũng. Đồng thời, Bác Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, nơi mà mỗi cá nhân đều có thể tự tin bày tỏ quan điểm và tiếng nói của mình mà không sợ bị trả thù. Chủ tịch nước Lương Cường nổi bật với phong cách lãnh đạo gần gũi và cởi mở. Ông thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ với nhân dân và cán bộ để lắng nghe ý kiến, phản ánh từ cơ sở. Điều này không chỉ giúp ông nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân mà còn tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ từ phía cộng đồng. Ông cũng thể hiện khả năng làm việc nhóm xuất sắc, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đưa ra các quyết sách kịp thời và hiệu quả sự khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi từ các đồng nghiệp đặc biệt là những người có kinh nghiệm đã giúp lường cường củng cố thêm khả năng lãnh đạo của mình đại tướng lường cường đã không ngần ngại thể hiện rõ ràng cam kết của mình trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong bối cảnh tình hình khu vực ngày càng phức tạp ông đã khẳng định rằng việt nam cần phải duy trì sự vững vàng trong chính sách quốc phòng và an ninh củng cố khả năng phòng thủ trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao sức mạnh quân sự không chỉ dựa vào số lượng mà còn ở chất lượng và sự hiện đại hóa. Các chương trình đào tạo cho lực lượng vũ trang sẽ được chú trọng hơn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bác Lường Cường cũng nhận thức rõ rằng việc bảo vệ an ninh quốc gia không thể tách rời khỏi sự hợp tác quốc tế. Ông đã khẳng định rằng Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nước lớn, đồng thời gia tăng sự hiện diện trong các diễn đàn quốc tế. Chính sách ngoại giao của ông sẽ hướng tới việc xây dựng lòng tin, giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho sự hợp tác an ninh khu vực. Ông khẳng định rằng Việt Nam sẽ là một đối tác đáng tin cậy, luôn sẵn sàng đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của chủ tịch nước Lương Cường chính là nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Ông đã cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện cho mọi trẻ em có cơ hội tiếp cận tri thức. Trong lĩnh vực y tế, ông đã khẳng định rằng mỗi công dân đều xứng đáng có quyền được chăm sóc sức khỏe tốt nhất việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo nguồn nhân lực y tế đủ mạnh sẽ là những nhiệm vụ chính trong thời gian tới bác cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc các nhóm người yếu thế trong xã hội đặc biệt là người nghèo ông đã chỉ đạo các chương trình hỗ trợ xã hội nhằm giảm thiểu bất bình đẳng và cải thiện đời sống cho người dân với cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển ông đã nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội phát triển và đóng góp cho xã hội. Sự công bằng trong phân phối tài nguyên và cơ hội sẽ là kim chỉ nam trong các quyết sách của ông. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc phát triển đất nước. Ông đã khẳng định rằng, một quốc gia vững mạnh không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà còn cần sự đồng lòng và đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. Ông kêu gọi các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân trong xã hội cần tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng cộng đồng phát huy sức mạnh tập thể để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách ông tin rằng sự gắn kết này sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong các kế hoạch tương lai tân chủ tịch nước đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích thanh niên tham gia vào các hoạt động xã hội chính trị ông nhìn nhận rằng thế hệ trẻ là tương lai của quốc gia và việc họ tham gia vào xây dựng đất nước là cực kỳ quan trọng chính vì thế ông đã đề ra nhiều chương trình nhằm tạo cơ hội cho thanh niên thể hiện bản thân từ việc tham gia vào các dự án cộng đồng cho đến các hoạt động nghiên cứu phát triển ông mong muốn thanh niên sẽ là những người tiên phong sáng tạo và dũng cảm trong việc góp phần xây dựng một việt nam phát triển tân chủ tịch nước lương cường đã khẳng định vai trò của mình không chỉ trong việc lãnh đạo đảng và nhà nước mà còn trong việc trở thành một hình mẫu cho lãnh đạo tương lai của việt nam qua những tuyên bố và kế hoạch đã được đưa ra ông thể hiện một tầm nhìn sâu sắc về sự phát triển của đất nước nhấn mạnh rằng mỗi quyết định đều cần dựa trên sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân. Ông thấu hiểu rằng, để xây dựng một đất nước phồn thịnh, mọi chính sách không chỉ cần tính đến lợi ích trước mắt mà còn phải hướng tới tương lai bền vững cho các thế hệ tiếp theo. Lương Cường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch trong quản lý nhà nước, sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong bối cảnh hiện đại. Hơn nữa, ông đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tham nhũng, giữ vững đạo đức công vụ và bảo đảm rằng mọi công chức, viên chức đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Điều này không chỉ giúp tăng cường lòng tin của người dân đối với chính quyền mà còn thúc đẩy một môi trường lành mạnh cho sự phát triển của đất nước. Nhìn về phía trước, chủ tịch nước Lường Cường đặt ra những mục tiêu cao cả cho Việt Nam, không chỉ phát triển kinh tế mà còn phải xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, nơi mà mọi người dân đều được hưởng những thành quả từ sự phát triển đó. Ông kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân hãy cùng nhau hành động để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, đoàn kết và vững bền với tầm nhìn và cam kết của mình bác lường cường chính là người lãnh đạo mà việt nam cần trong giai đoạn hiện nay một người có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực một nhà lãnh đạo luôn lắng nghe và hành động vì lợi ích của nhân dân